Ok, bây giờ mình sẽ chế động tượng nha. Mình sẽ chế động tượng. Đó, chế động từ tượng đen thành tượng này nha. Sao? Tao đấy tới chỉ cách tinh tượng nè, tinh tượng là tinh nè, tay nhìn đây nè, tay nhìn đây nè, à, rất là tinh dung đó, đấy than mấy cái này sách bình thường mấy cái đâu không có sách tinh gì á, còn mấy cái đen á mới sách bình thường. Rin gì hả? Mấy cái này khô mà. Không, rin y vậy á. Tượng này nha. Đến tượng vàng vô được hả? Được, đến tượng vàng vô. Tượng cái tượng này, tượng mắt xịt này. Vô mà, vô vui hả? Rồi, xin thế. Đó, tay dính đây nè, tay dính đây nè, đó. Tôi chẳng rớt á. Nước đâu ra hả? Nước đâu ra, nó dính này hả?
giấu rồi thôi. Hết mất tiền. Giá đồng nha mọi người. Tượng đen như thế này nè, trong khi giả một đống nhiều lắm. Cậu giả nhiều lắm cháu. Hai trăm cá.